Chuyện pháp đình số thứ 15, cân sai làm mờ lý trí. Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện pháp đình số thứ 15 của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay nói về một người đàn ông trong men say đã ra tay sát hại bạn nhậu để rồi mang tội giết người, phải chung đủ 10 năm cho tính ngang tàn, kèm lòng không đặng của mình. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Rượu vào lời ra, câu sau xô câu trước, cuộc vui bỗng chốc trở thành cuộc chiến. Trong đêm tối, sau nhát dao là tiếng khóc, tiếng la hét thất thanh. Mạng người dưới men say của rượu, chẳng mấy chốc thành con cá con tép, sinh mạng con người xem như không. Trả giá sau sai lầm. Vụ án mạng trong chầu nhậu xảy ra đến nay đã tròn năm. Nhưng mỗi lúc nhắc đến, Nguyễn Ngọc Nhung, sinh năm 1968, trú xã Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh, và người dân trong xã vẫn không khỏi giật mình ám ảnh. Chuyến về nhà thăm mẹ của anh Nguyễn Tiến Bình, sinh năm 1985, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An, cũng vì chồng nhậu ấy mà trở thành cuộc hội ngộ cuối cùng và vĩnh viễn. Có bao nhiêu đau thương, có bao nhiêu đau lòng, cứ vậy mà chia hết cho hai phía gia đình sau chỉ một đêm ấy. Ở trong thôn, trong xã, Nguyễn Ngọc Nhung có tiếng hiền lành, hiểu chuyện. Người ta thương cái tính hiền lành của Nhung một, thì thương gia cảnh của anh ta mười. Nghèo, rất nghèo, vợ mất. Nguyễn Ngọc Nhung vụng về trong cảnh gà trống nuôi con, khó khăn vì thế mà nhân lên bội phần. Bù lại là người đàn ông chăm chỉ, chịu khó, nên Nhung được nhiều người mến, người thương. Với Nhung, chỉ cần có sức khỏe thì dù có khó khăn, vất vả đến mấy, anh ta cũng sẽ cố gắng cày cuốc để nuôi con cái nên người. Vì hoàn cảnh khó khăn nên việc tụ tập ăn nhậu với bạn bè cũng trở thành điều xa xỉ với Nhung. Chỉ những mối thân thật thân có lời mời, Nhung mới nhập cuộc. Cuộc rượu với anh Nguyễn Tiến Bình hôm ấy chính là một trong những cuộc nhậu thân tình của Nhung. Cả Nhung, anh Bình và những người thân đều không ngờ rằng lần chén chú chén anh đêm ấy lại biến thành một bi kịch đau đớn tột cùng như vậy. Giữa tháng 5 năm 2022, anh Bình trở về thăm mẹ ruột tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Do quen biết từ trước nên chiều tối hôm đó, anh Bình đã mời Nhung qua nhà mẹ mình uống rượu. Cuộc nhậu kéo dài đến khuya, sau không biết bao nhiêu bận nâng ly, hạ chén, câu chuyện từ chỗ cùng chủ đề, cùng chí hướng, dần trở thành mâu thuẫn. Cứ vậy, sau nhiều lần nâng ly, lời nhỏ hóa to, câu chuyện vô thưởng vô phạt lại trở thành nguyên nhân khiến chủ nhà và khách nặng lời với nhau. Để giải quyết cơn giận, anh Bình đã lấy hai con dao ở bếp để giải quyết mâu thuẫn với Nhung. Thấy vậy, Nhung cũng rút dao từ trong túi quần của mình lao về phía anh Bình chém kịch liệt. Dưới tác dụng của rượu, cuộc ẩu đả của hai người đã để lại hậu quả kinh hoàng. Anh Nguyễn Tiến Bình bị Nhung dùng dao đâm 13 nhát tại vùng ngực, bụng, lưng và tay, dẫn đến tử vong do mất máu cấp. Còn Nguyễn Ngọc Nhung bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 6%. Nguyễn Ngọc Nhung ngay sau đó bị truy tố về tội giết người và bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử. Có lẽ vì đau khổ, vì lo lắng và dằn vặt, ngày ra tòa, Nguyễn Ngọc Nhung hốc hác đi rất nhiều. Lý giải về động cơ gây án, Nguyễn Ngọc Nhung cho rằng chuyện chẳng có gì, nhưng vì say nên mọi thứ mới thành ra phức tạp. Nhậu được một lúc, bị cáo chơi rượu và đồ ăn của nhà anh Bình khiến anh Bình tức giận. Hai người lớn tiếng cãi qua cãi về, rượu vào lời ra nên chẳng ai nghe ai. Cả bị cáo lẫn anh Bình đều không giữ được bình tĩnh. Thấy anh Bình cầm dao chém mình nên bị cáo đã phản kháng lại. Vì rượu, bị cáo đã không còn là chính mình. Bị cáo quá sai. Nguyễn Ngọc Nhung nói những lời tự trách. 10 năm tù vì kìm lòng không đặng. Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Ngọc Nhung về tội giết người của Tòa án Nhân dân tỉnh, trái với suy nghĩ của nhiều người rằng kẻ phạm tội danh này có phần hung hãn lì lợm, nhưng ra trước tòa, bị cáo Nhung lại đượm vẻ chất phác, thật thà và dáng vẻ có phần chậm chạp. Những lời xin lỗi thành tâm được Nguyễn Ngọc Nhung gửi đến gia đình bị hại ngay tại tòa cho thấy, nếu không vì rượu thì đã không có nỗi đau ngày hôm nay. Trong suốt phần xét hỏi và cả khi nói lời sau cùng, Nguyễn Ngọc Nhung nhắc đi nhắc lại nhiều lần lời xin lỗi gia đình bị hại, đồng thời xin hội đồng xét xử tuyên mức án nhẹ để sớm trở về có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Chủ tọa phiên tòa nhận định, thời gian qua đã có rất nhiều vụ án mạng đau lòng xảy ra ngay trên bàn nhậu, chủ yếu rơi vào đối tượng trong độ tuổi thanh niên, trung niên. Nguyên nhân dẫn đến bi kịch sau cuộc nhậu có thể là do mâu thuẫn từ trước hoặc chỉ đơn giản là câu nói đùa, khích bác. Người có sử dụng chất kích thích, rượu, bia,
thường dễ mất khả năng kiểm soát, dẫn đến hành vi phạm tội. Xét thấy, Nguyễn Ngọc Dung thành khẩn khai báo, thừa nhận về hành vi phạm tội của mình, bị cáo cũng đã tác động gia đình vay mượn, bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại. Ngoài ra, người thân của anh Bình cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tại thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo được xác định bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu. Trong vụ án này, hội đồng xét xử xác định lỗi xảy ra một phần xuất phát từ bị hại. Tuy nhiên, hành vi của Nguyễn Ngọc Dung là nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung, nên tuyên phạt bị cáo 10 năm tù về tội giết người. Có thể thấy rằng, rất nhiều vụ án mạng đau lòng xảy ra ngay trên bàn nhậu, mà nguyên nhân dẫn đến bi kịch đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Có thể là một lời chê bai, một cái liếc mắt, một ánh nhìn, một cái nẹt bô, nhưng dưới sự kích thích của rượu, bia lại khiến đối phương mất đi khả năng kiểm soát, dẫn đến hành vi phạm tội. Chỉ vì rượu vào lời ra, không kiềm chế được bản thân mà người mất mạng, kẻ vào tù, gia đình tan nát, người thân bơ vơ, làng xóm mất đi sự thanh bình vốn có. Vụ án khiến người ta phải suy ngẫm về hậu quả đắng lòng sau cuộc nhậu. Vậy mới nói, người uống rượu là niềm vui, còn để rượu uống người là niềm vui sẽ biến thành bi kịch. Nguyễn Ngọc Dung biết rằng rất nhiều thứ bản thân mình không thể thay đổi, thời gian không thể quay lại để thay đổi sai lầm. Nhưng Nhung chắc chắn một điều, thứ đã qua chính là bài học xương máu để đừng bao giờ tái phạm. Qua câu chuyện vừa rồi cũng khép lại chương trình Chuyện Pháp Đình số thứ 15 của chúng tôi. Những vụ án hấp dẫn luôn được chúng tôi liên tục cập nhật. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký và đừng quên bật nút chuông để quý vị được thông báo khi chúng tôi có chương trình mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại.